Xin chào các bác nha. Em giới thiệu các bác con máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông. Cái mẫu này bây giờ giá thành nó khá là hợp lý các bạn. Thế nên là bán rất là chạy nhanh. Con em bán là 2,3 triệu, bảo hành 1 năm, máy đã đấu biến áp điện 220V rồi. Tất cả mọi chức năng đều được test ok ngon lành. Mã số 2, hình thức thì các bác nhìn như trên hình ảnh đã làm sạch đẹp, trắng trẻo, thơm to hết rồi. Đây, các bác nhé. Sạch đẹp ok ngon lành. Còn Daikin đồng hồ vuông. Thông số tem mác. Series máy 3684 75W, dùng cho phòng khoảng 50 đến 55 mét vuông đổ lại. Đấy, trắng đẹp rồi nhá. Lòng lành luôn. Đầu bên áp điện 220V rồi ạ. Cái chiếc này thì hiện tại theo màng theo máy thì vẫn là màng zin các bác này. Màng zin nhá. Các bác nào không thích màng zin thì vẫn thay màng mới và giá vẫn là như vậy thôi. Màng này em sẽ lắp cho máy khác. Màng HEPA zin các bác nhá. Còn ok. Đây. Đây. Hai thanh cột tĩnh điện này, thanh timer khử khuẩn các thứ này. Đây. 2,3 triệu cho một chiếc máy lọc khí Daikin còn khá là ok đẹp. Đồng hồ vuông bảo hành 1 năm. Các bác nào không thích màng này thì khi mua các bác báo em thì thay màng mới nhá. Giá vẫn 2,3 triệu. Đây. Mọi chức năng ok, hoạt động ngon lành. Bên dưới này là khu vực bình nước buồn này. Lọc khí thì bây giờ nói chung là người Việt Nam mình sắm cũng rất là nhiều. Các bác bây giờ bắt đầu có điều kiện kinh tế thì mình cũng đã chú trọng đến vấn đề bảo vệ sức khỏe gia đình rồi ạ. Màng cả bọn mình còn ok các bác nhé. Đây. Mỗi phòng các bác sắm một chiếc. Một cái máy lọc khí này mình cái thời gian mình dùng tuổi thọ 10-20 năm là bình thường ạ. Hỏng hóc gì sửa chữa gì cũng ok ngon này hết. Rất là dễ sửa chữa thôi. Không có đồ đạc không thiếu gì cả bọn này cả các bác ạ. 2,3 triệu các bác nhé. Công nghệ timer khử khuẩn Eco Navi, chế độ bù ẩm các kiểu đầy đủ nhé. Đây bù ẩm, chế độ lọc khí, tốc độ lọc, hẹn giờ, tăng giảm ánh sáng, tập giảm ánh sáng, timer khử khuẩn Eco Navi, tiết kiệm điện, tập bật timer báo phần trăm độ ẩm thì bật lúc nó mới hiển thị không nhé, khoảng 1-2 phút đấy. À, độ ẩm hôm nay tuy là mùa hè nhưng mà khá là cao các bạn ạ. Độ ẩm hôm nay trên 90% rồi nhé. Trên là máy nó vượt ngưỡng 90 rồi. Nó sẽ báo là như vậy. Không nhiều bác lại tưởng cảm biến là ẩm nó hỏng. Không có hỏng nữa các nhé. Tất cả bên em đều thay kiểm tra hết rồi. Ngon lành yên tâm. Bác chỉ được dùng thôi. Này, cái đèn này báo là mình bù ẩm này. Tắt đi. Báo bụi, báo mùi. Đây, nhé. Đây các bạn nhìn này nó xuống 89 này. Này chạy lúc nó khô xuống. 2,3 triệu các bác nhé, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Đã đầu biến áp điện 220V rồi. Chào các bác.